Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào tất cả quý Phật tử đang hiện diện cũng như tất cả các vị đang online. Hôm nay chúng ta hân hạnh được đón chào ba vị Phật tử, một vị ở tại bên châu Âu và hai vị ở tại nhà anh ngồi vô và hai vị ở tại thành phố Anaheim tham dự cái buổi học dự thính hôm nay. Đầu tiên thầy muốn nói rằng A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận là một bộ bách khoa toàn thư Phật học, và có thể khẳng định một điều rằng nếu như không thông hiểu được A Tỳ Đạt Ma thì người ấy không thể nào hiểu được Tam Tạng Thanh Giáo của Như Lai. Vì vậy cho nên khi tiếp cận với nội dung A Tỳ Đạt Ma, một bản luận cực kỳ khó hiểu ra đời những cái thời kỳ ban sơ của luận tạng Phật giáo, với sự gồm thâu hết tất cả thánh nghĩa do Tôn giả Thế Thân là luận chủ. Và khi chúng ta tìm hiểu về luận này, chúng ta sẽ thấy sự đả thông ở trong tâm thức của chúng ta rất là nhiều. Đề tài hôm nay chúng ta tìm hiểu với nội dung tâm pháp cầu sinh. Tâm pháp cầu sinh là sao? Tức là những cái gì nó cùng sinh ra với tâm của chúng ta. Cái pháp gì nó cùng sinh ra với tâm của chúng ta. Tâm chúng ta có mặt thì pháp đó cũng có mặt. Chúng ta thấy lý thuyết nói rằng đại địa pháp, hay là chúng ta tìm hiểu là đại phiền não địa pháp. Mấy anh chị không có tài liệu cứ ngồi nghe bình thường. Đại phiền não địa pháp nghĩa là sao? Tức là phiền não nó nằm ở trên cái môi trường lớn nào trong tâm thức của chúng ta. Tại vì tu tập là để giải thoát phiền não, cũng giống như là muốn đánh đuổi quân giặc ra khỏi bờ cõi, mà chúng ta không biết giặc nó ở phương nào thì làm sao chúng ta đánh. Cho nên trước tiên chúng ta phải nhận diện là phiền não nó chiếm lĩnh phương diện nào ở trong tâm thức của chúng ta. Khi chúng ta hình dung như vậy thì bắt đầu chúng ta hiểu tu tập cần phải được học hỏi nhận thức như thế nào. Đại phiền não đây gồm có những cái gì? Đại phiền não lớn nên gọi là đại phiền não địa. Trong đó pháp nào mà có địa là phiền não, nó được gọi là pháp thuộc đại phiền não, tức là những pháp có mặt ở trong tâm ô nhiễm. Tâm nó hai loại, một loại là tịnh, một loại là ô nhiễm. Vậy thì cái tâm ô nhiễm đó là những pháp nào? Nó có sáu pháp: si, tật, đãi, bất tín, hôn, trạo, hành, di nhiễm. Tổ sư nói có hai câu như vậy thôi. Nghe chữ có hiểu gì không? Hiểu hả? Vô này khá không rồi đó. Hồi giờ nghe không quen mấy chữ đã không hiểu. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là chúng ta là những nhà thông thái, cho nên là tổ sư phải giải thích rộng ra một chút. Trong đây si nghĩa là gì? Là ngu si, tức là vô minh, vô trí, vô hiển. Cái việc nó ở trước mắt mà chúng ta không có hiển lộ được chân tướng của nó, đó gọi là vô minh. Vô minh
Cho nên chữ si là chỉ cho vậy là ngu si, à, tức là vô minh. Người ta nói rằng là anh thật là ngu si, mình nghe tự ái, anh là vô minh, nó cũng được tạm tạm. Phải không ạ? À? Mà mày ngu si vô minh nó mấy loại đâu. Vậy mà người ta nói mình vô minh thì mình thấy nhẹ nhẹ. Người ta nói mình ngu si thì mình không chịu, phải không ạ? À? À, vô trí, à, vô trí cũng nhẹ hơn chút, phải không? Chứ mà nó đồng loại nhau thôi. Chữ nói khác nhau nhưng mà nghĩa của nó giống nhau. Còn cái chữ giật ở đây là phóng giật. Phóng giật tức là không tu các thiện nghiệp. Đó gọi là pháp đối trị bằng sự tu tập các thiện nghiệp. Nghĩa là gì? Giật là phóng giật, tức là tức là gặp một cái việc ác mà chúng ta không có tự chế ngự được, hoặc là gặp những cái điều phi pháp mà chúng ta bị lòng tham dẫn dắt, bị cái niềm vui ở trong tham dẫn dắt, cho nên nó xúi dục chúng ta làm, thì đây gọi là phóng dật. Là như vậy thì cái phóng dật này á, tức là nó cản trở cái tâm tu thiện của chúng ta, cản trở cái lòng tu thiện, những cái pháp thiện. Và cái muốn mà đoạn trừ cái tâm phóng dật này thì chúng ta phải tu thiện pháp. Tu thiện pháp không có gì hơn đó là bố thí. Bố thí nó có một cái tính năng rất là tuyệt vời, là nó đoạn trừ ngay tâm tham của chúng ta. Chương trình bát cơm hương tích của chúng ta là bắt đầu từ 1 đồng, bố thí 1 đồng. Mình không có nhiều, mình bố thí 1 đô la thôi. Và mỗi ngày mình bố thí 1 đô la, mình nuôi dưỡng cái tâm xả thí của mình. Và nếu như mình ý thức một cách khốc liệt hơn thì mình cho rằng một lúc nào đó thân thể chúng ta nằm bất động vô tri, thì chúng ta có muốn cho ai cái gì cũng không có cho được nữa. Chúng ta có muốn sống tốt với ai cũng không có điều kiện nữa. Do vậy cho nên còn có hơi thở, chúng ta có thời gian tiếp thu làm thêm một số cái việc lành thiện nào, đó chính là cái cơ hội của chúng ta. Các vị nắm được không hả? Chắc vị có thấy lạnh không? Hả? Hình như là bật sao mà giống như nó mấy quạt nó chạy liên tục, không thấy, không thấy biết hít đâu hết. Hả? Mình đại tài lắm, cứ gạt ngang thôi chứ không cần biết gì thế đâu. À, tôi mở cái máy quạt thì nó chạy ô tô, còn cái máy hít thì mới lên. Cứ gạt qua cái vậy là cái kia cứ tha hồ chạy. Rồi, tiếp theo thưa quý vị, chữ đãi tức là giải đãi. Chúng ta tập hiểu nghĩa thôi. Giải đãi. Giải đãi nó là một cái loại tâm bất thiện làm cho tâm chúng ta nhiễm ô. Giải đãi tức là biến ớ oái ngày qua ngày. Sáng ra thì thấy sao mà sớm quá, lây hoay tới trưa. Trưa rồi thì nghĩ là sao mà chưa làm được gì, chán quá, ăn vô không chút, thấy ruột mình nó keng keng, kiếm chỗ gãy ruột nghỉ ngơi. Cho nên là chiều lại thì tới tối, tới lêu hay xem tivi gì đó chút ấy, thì lại chui vô chuồng. Và thế là xong một ngày. Như vậy thì đây là giải đãi. Và chúng ta đối trị nó bằng cách nào? Tinh tấn. Rồi, bất tính. Chữ bất tính là chúng ta hiểu theo cái nghĩa ở thế gian. Bất tính tức là gì? Là không giữ uy tín, đúng không? Nhưng mà ở trong Phật pháp không phải như vậy, không phải nghĩa bất tính như vậy. Cái chữ bất tính đó là gì? Tức là trạng thái tâm của chúng ta nó không có lấn trong, trạng thái tâm thức chúng ta không có lấn trong xuống được, thì đó gọi là bất tính. Còn là chánh tính hay là tính, tức là cái trạng thái tâm chúng ta nó lắng động xuống, nó lắng giống như là một cái hồ nước mà không có sóng, mà có thể là sâu 500 do tuần cái vật gì ở dưới hồ sâu như vậy thì nó nằm im, nó không có bị gió hay là bị nước vận động. Cái trạng thái tâm thức lắng trong như vậy thì đây gọi là tính. Và ngược lại là bất tính, hiểu chưa hả? Cho nên chúng ta hiểu học Phật pháp rồi, chúng ta nói ồ đó là một người bất tín, giải đãi, thì chúng ta cứ nghĩ bất tín tức là nó không giữ lời. Như vậy là chúng ta đã hiểu sai với cái ý mà Phật tổ dạy chúng ta. Tại vì cái đây là một loại tâm mà,
là cái tính chất của tâm. Cái tâm nó không có lắng động, nó cứ nó lao sao, mà cái trạng thái lao sao như vậy nó rất là dễ tiếp cận với phiền não. Nó rất dễ tiếp cận với những cái điều bất như ý. Nhiều khi chúng ta muốn như vậy đó, nhưng mà gặp cái duyên nào khác thì cái tâm bất tín này nó không lén trong á, thì nó sẽ tiếp nhận một số cái điều là mình không phải ý của mình. Đây là một điều mà chúng ta tu tập phải để ý. Rồi, trạng thái tiếp theo là trạng thái hôn trầm. Chữ hôn trầm này á, là gì hả? Là cái tính nặng nề của thân, cái tính nặng nề của tâm, cái tính không linh hoạt của thân, tính không linh hoạt của tâm. Tâm nó không muốn nghĩ gì, thân nó không có muốn làm gì. Tính chất của nó là như vậy. Và đối trị với nó thì phải dùng cái gì? Hả? Mình muốn đối trị nó là mình phải làm sao? Cái đây á, là một cái trạng thái mà chúng ta phải tập thiền định, an trú thiền định. Ở trong sơ thiền ly dục ly ác bất thiện pháp tới nhị thiền thì định sanh hỷ lạc. Trạng thái hỷ lạc này là thân khinh an, tâm khinh an. Nó ngược lại với cái trạng thái là gì? Là nặng nề của thân và của tâm. Hiểu không ạ? Khi nào mà thấy thân mình ở trong cái trạng thái là nó nặng nề, nó không muốn làm gì cả, nó không muốn nghĩ gì cả, thì biết rằng đó là một cái trạng thái hôn trầm. Trạng thái hôn trầm này chúng ta chỉ có dùng cái trạng thái thiền định hoặc là tinh tấn nó vượt qua. Còn nếu như không ấy, thì chúng ta đi ngủ thôi. Thay rằng mình ngủ, mình bỏ hẳn mình ngủ một giấc cho ngon lành, rồi mình thức dậy. Hoặc là mình thấy cơ thể mình nó đau yếu thế nào đó, cần thuốc gì, hoặc là làm sao đó tác động cho nó một chút, rồi là chúng ta đi ra khỏi tâm nó. Cho nếu như chúng ta cứ nuôi dưỡng cái tâm đó thì nó sẽ trở thành một loại tập khí, một loại thói quen. Thì một loại thói quen này rồi á, thì sau này nó tạo ra nay một chút, mai một chút, từ từ của người ta nó trở nên là thụ động, nó biến nhát. Nó biến nhát tới mức chay lười và nó không có muốn làm gì cả. Ăn hướng thì nó lại thích, nhưng mà bảo làm một cái gì, gánh vác một cái gì, chăm sóc mỗi căn nhà hoặc là giữ cho cái môi trường xung quanh sạch sẽ, nó làm cũng không nổi. Trạng thái này là tính nặng nề của tâm, đây gọi là hôn trầm. Tại sao cái tâm cái này á, ở đây tâm sở sao lại nói là thân? Đây là một câu hỏi hay. Chúng ta hiểu tâm sở tức là cái tâm sở hữu của tâm vương, phải không? Là cái, những cái tâm mà trực thuộc sở hữu của tâm vương. Tâm vương là cái tâm vua, tâm sở là tâm quan, là được chịu sự điều khiển của tâm vương. Như nói cảm thọ thuộc thân thì đâu có lỗi gì, hiểu không hả? Cho nên dùng chữ là cái trạng thái của thân này là cái cảm thọ thuộc thân, chứ không phải là cái thân mình nó nặng bao nhiêu ký hay nó nhấc chân không nổi. Nhưng mà cái trạng thái cảm thọ của thân, nếm được không hả? Rồi trạng thái thứ 6 là trạng thái trạo cứ. Trạo cứ là một cái trạng thái nó khiến cho tâm không có yên. Ví dụ như mình cứ len xen cái này, len xen cái kia, len xen cái nọ, giống như là con ngựa trong chuồng, nó cứ đi qua đi lại, đi tới đi lui, bảo nó không có việc gì quan trọng hết, nhưng mà nó không có yên. Không có việc gì mà không sao hết, nhưng mà nó cứ len xen. Nó nghĩ về quá khứ, nó nghĩ tương lai, rồi mắt nó thì nhìn, tai nó thì nghe, mũi nó ngửi mùi, da nó xúc. Tức là nó cứ lăn xăng cái tâm chạy ra năm giác quan, hoặc là không có giác quan nào thì nó chạy vào ở trong ký ức, là những cái ảo ảnh trong quá khứ và những cái ước mơ tương lai. Nó không có nhiếp thủ trong hiện tại với ý nghĩa mình đang làm. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy xem ý nghĩa tồn tại đích thực của chúng ta là gì. Ví dụ như bây giờ những cái gì đã diễn ra trước đây khoảng một phút thôi thì nó không phải là của mình nữa. Không có ai có khả năng thay đổi quá khứ. Còn tương lai kia là gì? Không ai biết được. Cả một cái tiến trình tiếp nối duyên khởi, không biết rằng á, là chuyện gì xảy ra trong tương lai. Nhiều khi mình giả định như vậy, nhưng mà chưa chắc thì nó như vậy, phải không? Có nhiều cô lấy chồng muốn có một cái tấm cái bờ vai để dựa, phải không? Nhưng mà hay nói giờ nó dựa mình đuối luôn, không? nó không cho nên mình đâu nghĩ được là mình họ dựa mình đâu,
mình nghĩ rằng là mình gì tấm đổ đào rồi đó phất phơi đó, ai ngờ đâu giờ nó dựa mình đuối luôn, bây giờ bước không đứt rước không xong cái này muốn đi tu luôn á. Thành ra là chúng ta thấy có những cái trường hợp như vậy, tức là mình không có dự định được, không có tính được cái gì hết. Cho nên ở trong hiện tại này, là một sát na hiện tại này, thì hiện tại này chúng ta ngồi trang nghiêm, dùng tay mình lắng nghe giáo pháp của Như Lai, và chúng ta đang tiếp cận cái cảnh giới vi diệu của Phật pháp. Ví dụ như hôm nay chúng ta nhớ tới câu chuyện của 500 vị A-la-hán kiết tập kinh tạng mà lưu truyền tới ngày hôm nay. Đứng đầu là tôn giả Hiếp Tôn Giả. Ngài 30 năm ngủ lưng không chính chiếu. 30 năm ngài ngủ ngồi, không có nằm ngủ. À, sự tinh tấn của ngài như vậy, và ngài thấy Phật pháp nó lẫn lộn đảo điên, mỗi người hiểu một cách khác nhau, cho nên ngài mới phát tâm kiết tập kinh tạng. Mà chúng ta hiểu rằng ngài là đứng tiền thân của ngài chính là một trong 500 con dơi. 500 con dơi ở trong bọng cây nghe một người Phật tử đọc luận tạng A Tỳ Đạt Ma. Người Phật tử này đi buôn cho nên mang theo luận tạng A Tỳ Đạt Ma và châm lửa lên để mà đọc, không biết rằng á là ở cái bọng cây mục đó là có 500 con dơi làm tổ, cho nên khối nó quặn lên và dơi không chịu bay, con nào cũng đang duyên cái tâm để nghe một cái âm thanh kỳ diệu từ A Tỳ Đạt Ma. Tất nhiên á, lỗ tai của dơi không hiểu gì, không lý nào á, lỗ tai mình thua dơi, đúng không? Dơi nó không hiểu gì, nhưng mà nó cái tâm nó duyên vào ở trong luận tạng A Tỳ Đạt Ma, chỉ vậy thôi. Vậy mà nó phát triển lên trở thành 500 vị A-la-hán kiết tập kinh tạng. Chúng ta hiểu rằng hôm nay chúng ta đang tiếp cận với công đức bất khả tư nghị. Nhưng nếu như không hiểu câu chuyện đó thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là một buổi học không có ý nghĩa nhiều, hoặc giả cũng là một cái buổi học mang tính tâm lý Phật giáo. Chúng ta hiểu như vậy rất là tầm thường ở trong A Tỳ Đạt Ma. Cho nên một giây phút quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, hiện tại chúng ta đang duyên tâm mình vào trong A Tỳ Đạt Ma. Ngăn thời điểm này chúng ta đang khơi nguồn cho một nền công đức vô lượng vô biên. Liệu chúng ta có đủ trí tuệ thấy điều đó hay không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng á, là trạo cứ là tâm lăng xăng không yên. Còn ở đây chúng ta tu tập là chúng ta an trú trong thiền định thì tâm trạo cứ nó sẽ ngừng. Như vậy thì thưa các vị, ở đây các vị đã nghe tâm si mê, tật đố, giải đãi, bất tín, hôn trầm và trạo cứ. Sáu loại tâm thức này là sáu loại tâm ô nhiễm. Nó luôn có mặt ở trong tự tâm của chúng ta. Chúng ta sinh ra là nó có sẵn rồi. Thái độ của chúng ta là sử dụng nó hay không, hay là chúng ta từ chối cái sự ảnh hưởng của nó. Cái người nào có khả năng từ chối được cái chi phối của nó, hay là tìm cách chế ngự khắc phục được nó, đây chính là đối trị. Đối trị tức là gì? Là tu tập. Tu tập được hiểu đó là một sự đối trị. Và khi đối trị nó một cách triệt để thì chúng ta sống ở trong hạnh phúc. Bởi vì đơn giản là tâm của chúng ta sạch sẽ, không còn phiền não địa nữa. Cho nên chúng ta đứng ở trên một cái mảnh đất mà không có bị cỏ dại phiền não, hay là bụi rậm gai gốc mà nó cào mình rất tay. Như vậy thì chúng ta làm sao nhìn vào những điểm này và cái giải pháp đối trị để chúng ta thấy rồi phải không? Chẳng hạn như giờ bây giờ muốn mà đoạn trừ cái tâm ngu si thì chúng ta chỉ có thực hiện bốn đại tông chỉ phải không? Bốn đại tông chỉ: thứ nhất là thân cận thiện sĩ, thứ hai là lắng nghe chánh pháp, thứ ba là theo đó như lý mà khởi lên ý nghĩ chân chính, gọi là như lý tác ý, và thứ tư là gì? Pháp trì pháp hành.
trên phương diện đó bắt đầu trí tuệ chúng ta đã phát sinh. Rồi chúng ta muốn đoạn trừ cái tâm phóng dật thì chúng ta thực hiện thiện pháp, muốn đoạn trừ giải đãi bằng cách tinh tấn, muốn đoạn trừ bất tín bằng cách là thiền định lấn sâu để cho tâm nó sinh tín. Rồi muốn đoạn trừ hôn trầm thì cũng vậy, cũng phải là phát khởi tinh tấn. Rồi đoạn trừ trảo cứ bằng những cái phương pháp thiền định. Như vậy thì ở đây có 6 loại như thế gọi là đại phiền não địa pháp. Ở đây có một cái câu hỏi thật là vui. Có một người phán biện như thế này: há không phải rằng căn bản A Tỳ Đạt Ma đại phiền não địa pháp được nói ở trong 10 tâm sở, vả lại cũng trong luận ấy không nói đến hôn trầm. 10 tâm sở đó là gì? Bất tín, giải đãi, thất niệm. Thất niệm là gì? Là không nhớ đấy, không nhớ, nói không nhớ. Rồi tâm loạn tức là không có đứng yên được, tâm loạn. Rồi gì nữa hả? Vô minh. Rồi bất chánh tri tức là không có phân biệt rõ ràng, gọi là bất chánh tri. Phi lý tác ý. Phi lý tác ý là sao? Tức là cái lý nó như vậy. Người ta nói đời là khổ. Đời là khổ. Và mình nói rằng là không có khổ, bởi vì tôi có một gia đình hạnh phúc. Cái này có phải là điên đảo không? Sao gọi là điên đảo? Điên đảo như thế nào? Phân tích ra chứ. Cái tâm lý phân tích sâu ra, nhìn sâu ra. Chúng ta thấy ở trong một cái cuộc sống thì chúng ta xem cuộc đời này, vừa sinh, già, bệnh, chết, sao gọi là sung sướng được? Phải không? Thương nhau mà phải xa nhau, ghét nhau mà phải gặp nhau, mong muốn mà không được như ý. Và những cái khổ linh tinh, bệnh tật, ăn uống, mưa nắng giải dầu, như vậy thì sao gọi là sung sướng được? Được chưa hả? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng, chúng ta phân tích như vậy, đời là biến khổ. Và người ta không chịu, người ta nói rằng không, đời sống cảm thọ, vợ chồng ân ái có hạnh phúc, có khoái lạc, sao gọi là khổ đau được? Nó vẫn có cái gì đó hạnh phúc chứ. Thì chúng ta phân tích tiếp nữa, chúng ta thấy rằng là ngay khi lạc sinh nó có lạc thật sự, ngay khi lạc trụ nó có lạc thật sự, nhưng mà vạn vật vô thường, cái lạc trụ đó cũng không có đứng im, không có lạc mãi, cho nên nó sẽ hoại đi, gọi là lạc hoại. Như vậy thì cái khối lạc nó bị hoại đi, tâm chúng ta sẽ rơi vào chỗ khổ. Cho nên ngay cái bản thân của lạc nó kết quả vẫn là khổ, thì thế gian này có chỗ nào hạnh phúc? Như vậy thì lúc đó người nào tác ý tới đó hiểu như vậy, gọi là như lý tác ý. Còn không thì phi lý tác ý. Ví dụ như người ta nói rằng là Thượng Đế sinh ra muôn loài, mà trong khi chúng ta thấy vạn vật đều duyên khởi, không có một đấng Thượng Đế quyền năng nào mà có thể sinh ra được muôn loài. Tại sao Thượng Đế lại sinh ra chiến tranh? Tại sao Thượng Đế lại sinh ra hạnh phúc? Tại sao sinh ra những cái gì đó hủy hoại con người và đem đến khổ đau cho con người? Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng những đó là điên đảo tác ý. Trời phạm thiên, nghĩ rằng là tất cả thiên tử do mình sinh ra. Nhưng Thế Tôn nói không phải. Ở trong cái chân lý siêu việt, chúng ta không thấy cha mẹ sinh ra mình, mà cha mẹ khởi tâm ân ái, họ khởi dục nhiễm, và tâm thức chúng ta duyên ở trên cái tâm dục nhiễm đó, lấy cái môi trường dục nhiễm đó để sinh ra. Và sinh ra thì cũng bốn hạng người khác nhau. Hạng người mà chui vào trong thai mẹ, cảm giác lỡ rồi, mình giống như là chui vào cái hầm phân và nước tiểu. Và khi ra đời, các vị nghĩ rằng lúc đó mình nghĩ cái gì? Hả? Cái lúc ở trong bụng mẹ chui ra, lúc đó đang chui ra nghĩ cái gì? Làm gì biết? Là, hả? Thầy đâu không nói, thầy nghĩ cái gì? Thầy đâu nói là làm sao? Thầy nói là khóc mà cười đâu? Hả? Như thầy Huyền Châu thì đâu có khóc, im ru không khóc, bị bà cô mụ quấn cho mấy cái, bà sợ mình không khóc lắm, sợ lùm mũi sao không thở không được bà quấn.
Tôi sau này thầy lớn lên là thầy kiếm bà đó, thầy hỏi tại sao mới ra đời bị đánh, tại sao mà đánh tôi hả? Cho nên là nhưng mà ai kiếm bà chết mất rồi, thành ra chết kiếp sau hỏi lại. Cho nên là chúng ta hiện vậy thì chúng ta thấy là cái đứa trẻ mới ra đời là như thế nào, nó nghĩ cái gì? Ở trong kinh điển chúng ta thấy rằng á, là nó nghĩ rằng là ở trong hầm nước tiểu, đi ra khỏi hầm nước tiểu. Thì cái này á, đứa trẻ này là căn tính bậc hạ. Còn có đứa nó nghĩ rằng á, là ở như là ở trong một cái vườn hoa, đi ra khỏi một cái vườn hoa, hay là vào ở trong một cái dòng nước. Suy nghĩ của nó như vậy đó, hay là lội qua khỏi dòng nước, thì đứa trẻ này là bậc trung. Còn cái đứa trẻ mà có suy nghĩ bậc thượng á, thì nó nghĩ rằng là nó lên trên một cái cung điện, nó bước lên một cái tòa sen, nó nghĩ như vậy đó, nó bậc thượng. Nhưng mà cả ba đều là điên đảo tác ý, vì sự thật không phải vậy, cái đúng không hả? Chỉ có Bồ Tát biết rằng mình nhập thai, mình trụ thai và mình xuất thai biết rõ ràng, đó mới gọi là như lý tác ý. Còn chúng ta thì đa phần là điên đảo. Và sớm giờ các vị học thấy kiến thức nhiều quá phải không? Nếu như mà chúng ta không có buổi học hôm nay thì làm sao nghe được điều này? Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta thấy những cái tâm mà ở trong này nói rằng là gì ha? Là 10 cái tâm, 10 cái tâm này: bất tín, giải đãi, thất niệm, tán tâm loạn, vô minh, bất phi lý tác ý. Tới một cái tâm thứ 8 nữa là gì? Là tà thắng giải. Cái tâm này là đáng kinh sợ nhất. Tà thắng giải là sao? Hả? Tức là người này họ luận giải một cái vấn đề mang cái tính tà vậy, nhưng mà đến cái chỗ là không có ai có thể chiến thắng họ được. Ở trong đầu của họ có những cái luận lý nó cực kỳ là sắc sảo, và họ luôn luôn là họ đúng. Hồi sớm này thì ngày nay thầy có gặp một người là tà thắng giải, thật sự y như cái chai như cái đoạn kinh này. Tức là cùng một công việc diễn ra, nhưng mà nó là tà thắng giải. Ngày nhỏ thầy cũng gặp chúng đệ tử tà thắng giải nhiều. Ví dụ ha, ăn cơm rửa chén, nó rửa không sạch. Thầy mới nói rằng á, rửa được thì rửa được đứa đó. Bây giờ nó đứa đó. Sao nó tại sao con không rửa chén? Nó sư phụ bảo đứa đó. Nó sẽ tà thắng giải không à? Nó tà thắng giải. Nhưng mà nó thắng giải một chuyện thôi, chứ có lúc mà nó tính thì mình còn nhờ được chút. Nhưng mà tà thắng giải tới là nó giải thích tà, cái gì cũng tà hết. Nó thành một cái câu chuyện trong tâm của nó, toàn tà vậy, nó nhìn cái gì cũng tà vậy hết. Loại này tức là hành điên đảo, tự đoạn thiện căn. Cũng giống như người đang đứng ở trên giữa tháng, dần dần tới trên cuối tháng, mình bảo rằng đừng đi hướng đó, sẽ tới chỗ tối tăm nguy hiểm. Nó nói không, trên đang sáng mà. Khi người ta đang làm sai, bảo người ta sai rồi, người ta nói đâu có, họ đang đúng. Tới khi nào cái hậu quả nó sinh ra, lúc bây giờ họ mới thấy lại sai. Có một số người hậu quả sinh ra rồi họ không thấy sai, mà nói rằng do cái đó, do cái kia, do cái nọ, chứ không phải là do chính bản thân họ. Trường hợp này gọi là tà thắng giải. Rồi ha. Rồi trạo cứ tức là cái tâm lên sen không yên, phóng dật. Tức là 10 cái tâm này do một cái vị phán biện nêu ra tại sao trước cho rằng xấu cái đại địa căn bản phiền não, thì ở đây là nêu ra 10. Có gì mâu thuẫn ở trong này hay không? Luận sư nói rằng này thiên ái là ai? Không phải, ông chỉ tên ai đâu, ông gọi tên ai đâu. Luận sư không bao giờ chỉ đích danh một người nào để mà chỉ trích đâu. Thường thường nói một số quan điểm rất là trân trọng mọi người. Cho nên cái chữ thiên ái này á, chúng ta thấy phần giải thích ở dưới này nghe không? Thiên ái tức là chỉ cho cái kế mà chỉ biết truyền đạt, chỉ biết cái sự truyền đạt
tức là chỉ biết nắm bắt 10 đại địa thiện theo nguồn văn tự chứ không biết cái ý định của luận chú. Chữ đồng thì đó chứ không biết gì nữa. Rồi gì nữa, thiên ái này là ai? À, có một số vị giải thích đó là gì? Là thuộc thuộc loại chất trực, tức là thiên ái, tức là người không dối trá. Thì không dối trá, ví dụ như là thấy con muỗi cắn trên trán thương quá cho nên lấy đá tán lên cho muỗi chết, nhưng mà đó là thiên ái, tại vì họ hoàn toàn không có ý là hại cái người chủ. Nó thiên ái như vậy đó, nó chỉ biết cái việc đó thôi, thiên ái. Rồi thiên ái là như thế nào nữa? Thiên ái là chúng ta hiểu là một cái kẻ ngu khờ, là một kẻ ngu khờ. Một người mà họ ngu khờ là cẩn thận nói chuyện với họ, cho nói một đường họ sẽ hiểu một nẻo đó. Trường hợp này các vị có gặp nhiều không ? Bữa nay đỡ rồi á, bữa nay thầy ở đây là đỡ rồi đó. Hồi xưa thầy nói các vị là ngồi giảng kinh mà mưa rớt nước trên bàn. Và thầy nhớ ông nội thầy dạy nghe nè, thằng cháu cẩn thận nghe con, lớn lên có ba cái điều khổ, nhất thời vợ dạy trong nhà, nhị thời nhà dột, thứ ba nở đồi. Ba cánh đó là ba cánh rất là khổ đó. Mình nghĩ mình đi tu là mình thoát à, ai ngờ đâu lớn lên làm trụ trì ấy, nhất thời Phật tử dạy trong chùa, thế nhị thời là chùa dột, và thứ ba là nhà bên nó đồi. Thế là mình y chang cái cánh khổ ở đời, nhưng mà khổ ở chùa nó vui hơn khổ ở đời, tại vì ở đời là cái khổ riêng tư, còn ở chùa là cái khổ cho Phật pháp. Thành ra nó không sao, cùng lắm thì bay mình bác ra bôi xa khắc thực, sáng chắc là lẽ cô hiện ý có cho thầy cục xôi được phải không? thành ra là không có lo gì cả phải không? Còn ở đây nó có một cái câu mà thầy không dám nói, đó là gì? Đó là người mà thiên chúa sủng ái thì không thể học hành việc gì bằng sự đánh đập, tức người ngu khờ dù bằng sự đánh đập. Nghĩa là sao? Tức là cái người mà họ phó thác cho là thượng đế sinh ra họ, và họ an bày cái số phận của họ cho một đống quyền năng nào đó sắp đặt rồi, và bảo họ tiếp nhận thêm cái hay cái đẹp, một cái cao thượng nào đó, họ hoàn toàn không có làm, tại họ nghĩ rằng là số phận của họ nó như vậy. Thì cho dù có đánh đập bắt họ phải làm cái này cho nó tốt thì họ cũng không có tuân theo. Người như vậy thì chắc chắn họ không bao giờ có sự tiến bộ. Cho nên chúng ta gọi đó là thiên ái, hiểu chưa hả? Cho nên thiên ái là một người giống như là phó thác cho số mệnh, một người ngu khờ và một người chỉ biết chữ đâu nghĩa đó mà không biết là hàm ý của chữ nghĩa nói cái gì, dẫn dắt cái gì. Kinh nói rằng vậy ý chỉ là gì? Ý chỉ là gì? Này thiên ái, ở đây ngài chỉ biết bắt lời mà không biết ý chỉ. Vậy ý chỉ là gì? Đó là thất niệm loạn tâm, bất chánh tri, phi lý tác ý và tà thắng giải đã trình bày ở trong pháp thuộc đại địa, nên không lặp lại ở trong phiền não địa này nữa. Như thiện kinh vô si, thể tính của nó là huệ nên không thuộc đại thiện pháp. Hiểu chưa hả? Như vậy thì thiện kinh vô si, thể tính của nó là huệ, mà huệ sinh ra từ môi trường nào? Hả? Huệ sinh ra từ đâu? Từ văn huệ, tư huệ và tu huệ. Đây gọi là môi trường sinh ra trí tuệ. Văn tức là học rộng nghe nhiều, rồi tư tức là chiêm nghiệm suy nghĩ những đạo lý mà mình nghe được, và tu tức là trải nghiệm rồi rút ra bài học. Như vậy thì đây là ba môi trường đưa đến cho chúng ta một nhận thức chính xác. Đây gọi là gì? Vô si. Hiểu chưa hả? Môi trường của nó là huệ. Bởi vậy cho nên nó không thuộc đại thiện, gọi là thuộc đại thiện pháp.
Các tâm sở cũng như vậy, nghĩa là niệm nhiễm ô gọi là thất niệm. Cho nên chữ thất niệm này không phải là quên, mà nó nhớ, nhưng mà nó nhớ những cái chuyện là nhiễm ô. Thành ra cái chữ thất niệm này chúng ta hiểu là quên cái niệm chân chính mà đang suy nghĩ những cái điều phi pháp phi luật. Đây gọi là thất niệm. Hiểu chưa hả? Cho nên sau này phân biệt cái chữ thất niệm lại, đừng cho rằng là thất tức là mất. Mà thất đó là gì? Là quên, nó giống là mất, chứ mà mất cái niệm chính, mất cái niệm chân lý, mà nhớ cái niệm là tạp loạn, điên đảo, chứ nó vẫn nhớ chứ. Thành ra cái khả năng nhớ nó vẫn nhớ, nhưng mà nó nhớ cái chuyện sai quấy, thì đây gọi là thất niệm. Rồi định ô nhiễm gọi là loạn. Gọi là cái tâm loạn là chỉ cho định ô nhiễm. Chứ cái tâm thì nó vẫn có khả năng là dừng lại trong một chừng mực nào đó, nhưng mà định ô nhiễm là tâm loạn. Người sống ở trong cái định ô nhiễm một thời gian, tâm của họ dần dần trở thành hoang tướng. Và sống trong cái tâm hoang tướng thì họ tự nghĩ ra rất nhiều thứ khác nhau, mà chúng ta nói chuyện với họ mới thấy kinh ngạc. Tức là định ô nhiễm, trạng thái định ô nhiễm này. Các huệ nhiễm ô gọi là bất chánh trì. Hiểu chưa hả? Các huệ nhiễm ô tức là cái trí tuệ mà nhìn thấy, cái trí tuệ mà ở trong cái phiền não đó, thì đây gọi là bất chánh trì. Cho nên đừng cho rằng bất chánh trì tức là không có biết rõ, mà nếu như nói rằng không biết rõ là phải hiểu chữ đó dành cho cảnh giới là không biết rõ về tự tánh như huyễn, tự tánh bát nhã, chứ không phải bất chánh trì tức là không có biết, là như cái người vô tri, như cái người ngây ngô. Hiểu như vậy là không đúng với cái nghĩa chữ bất chánh trì. Tức là chúng ta thấy học ổn không? Từ lâu nay có nghĩ như vậy không? Nguy hiểm quá phải không? Cho nên có một số thầy cũng nhờ các thầy dạy, nhưng mà căn bản có nhiều thầy không có nắm được. Có nhiều vị đa số là không nắm được A Tỳ Đạt Ma câu xá. Cho nên các vị giải thích cái chữ theo hán tự, không có giống với tinh thần miêu tả của câu xá. Do vậy mà nó không sát với chân lý của Phật. Thành ra từ đó mà dẫn tới là suy nghĩ sai lầm. Còn cái chữ tác ý, thắng giải nhiễm ô gọi là phi lý tác ý và tà thắng giải. Hiểu chưa hả? Thắng tác ý là gì? Là thắng giải nhiễm ô. Thắng giải tức là phân tích tận cùng, nhưng mà ở trong cái thế giới của nhiễm ô. Thì đây gọi là gì? Đây gọi là là tà thắng giải. Được chưa hả? Nếu vậy pháp đại địa cũng gọi là pháp đại phiền não hay sao? Cần phân biệt bốn lựa chọn. Thứ nhất là thọ tướng tư xúc dục. Thứ hai, bất tín giải đại vô minh trạo cử phóng dật. Thứ ba, năm pháp như đã nói trên, niệm, đó là thất niệm rồi đó. Thứ tư, trừ các trường hợp đã kể. Như vậy đây gọi là gì? Là pháp đại phiền não. Chúng ta ném được không? Đoạn này ném được thì đi qua nghe. Rồi bây giờ chúng ta thấy này, đó là quan điểm khác cho rằng tà đánh trì. Tà đánh trì là sao hả? Không phải chính tâm loạn này. Ở trong trường hợp bốn lựa chọn nói trên, không giống như ở đây. Đó là cái quan điểm nêu ra. Nhưng mà chúng ta nghĩ xem, hồi trước đây có một cô Phật tử ở tại San Diego. Cô đến ở Bồ Đề Phật Quốc, thưa với thầy, con có một đứa con gái rất là dối gian, hiếu thảo, lấy một người chồng người Hoa. Người chồng người Hoa này làm ăn buôn bán nhiều tiền của, sống ở New York. Tiền lương của công ty hãng cấp cho vợ mỗi tháng 10.000 đô la, con cái thì thêm 5.000, những sinh hoạt phí của gia đình. Nhưng mà chẳng hiểu sao tự nhiên vợ con nó điên, đứa con gái con nó điên, nó cứ bỏ nhà nó đi, nó không nhớ đường về.
và nó có những cái ảo giác kỳ lạ. Giờ con làm sao? Bản thân nó bất chánh tri, không thể ghi nhớ được kinh giáo. Cho nên thưa thầy, con trì chú đại bi 3 năm. Trì chú đại bi 3 năm. Mỗi ngày con trì 108 lần, 108 biến chú đại bi. Nhưng mà tại sao con gái con nó không có bất bệnh? Và lúc bây giờ thầy hỏi vậy thì cô có thuộc chú đại bi không? Cô nói không. Hả? Tại sao có trường hợp đó? Hả? Tại sao có trường hợp đó? Tại sao có trường hợp đó hả? Đây gọi là gì? Tà đánh trì. Tức là cái tâm nó vẫn yên, vẫn ngồi im, vẫn đọc điều điều câu chú. Nhưng mà cái khả năng trí định liễu ngộ là gì? Nó không có liễu ngộ được. Cho nên nó không ghi nhớ được chữ nào. Nó nam mô hét ra đá vô. Nó không có đọc được cái câu chú nào. Hiểu không? À, nó vậy đó, nó lung tung vậy đó. Thành ra nó tà đáng trì á. Mà nó cứ nghĩ đẹp đúng trong đấy á. Nói sai nó không chịu đâu. À, còn các vị mà hành trì chú là các nghĩ đẹp hồi xưa thầy ở gặp như ông giấy An. Ngài trì chú Lăng Nghiêm. Và ngài đọc từ câu số 1 tới câu cuối cùng 544. Đọc câu 544, đọc ngược lại câu số 1. Chúng ta chịu nói không? Ngài nói rằng là tôi học hành không quá khá. Tôi ít có nhớ chuyện học hành. Tôi chỉ ráng tụng kinh thôi. Tôi xuất gia năm nay nữa. Nay tôi 90 tuổi. Tôi xuất gia năm nay được 80 năm. Đó. Và tôi bỏ tụng kinh đó là 9 lần. Tại vì nó bệnh quá, đi không nổi. 80 năm bỏ tụng kinh 9 lần. Còn mình 80 năm tụng chưa được 9 lần. Mình thấy cái sự tu tập của mình như vậy là mình miễn sao cho nó chứng được hả? Chứng là chứng gì? Không phải, chứng nào thật đó. Chứng cái gì phải không ạ? Nên là ta gì ha? Mình hiểu chữ là ta đánh trì, nó vẫn an trú, nó vẫn định, nhưng mà đó là lý do tại sao mà nó không nhớ. Tại vì nó không sinh trí, cho nên nó không có ghi nhớ xuống được. Và do vậy mà cái sự cầu nguyện không thành công. Rồi tới đây khóc năn nỉ thầy, mà người thì ở đâu, rồi người thì ở đâu, thầy chẳng biết gì xảy ra hết. Và các vị thấy đấy, là thưa thầy, xin lỗi là thưa thầy, khen thầy, tán thán thầy, hả? Tháng rồi cái cúng dường cho mấy trăm xong rồi đưa tên nhờ thầy cầu nguyện. Cho nên nhận cái đồng tiền của thí chủ không có dễ dàng quý vị. Và thầy nói lần sau cô đừng tán tháng thầy, cô tán dương được rồi. Cô không hiểu tán dương là gì. Cô hỏi tán dương là gì thầy, không dám nói nữa. cho nên nó là ông thầy nhận cái của thí chủ khó khăn lắm. Người ta cúng một đồng nhưng mà thực ra trong đó toàn là cái tâm nguyện, và mình không có khiếu làm cái gì đó là coi chừng mình cháy thay. Hoặc giả là nó cái nghiệp đó nó đè hết trên tâm của mình, và mình trở nên thống khổ ở trong một cái lúc nào đó. Anh của thí chủ không dở. Một hạt cơm của thí chủ nặng hơn là hòn đá. Đó, mà giết Ikasa nó nhận chìm xuống luôn chứ không đơn giản. Cái ý nghĩa tượng trưng đó chúng ta phải khéo nhận ra mới tu tập nó sinh phước. Còn ngược lại, chúng ta biết dùng cái tài sản đó vào một cái ý nghĩa đó. Vào một ý nghĩa đó thì lúc bây giờ chúng ta được cái phước và họ cũng được phước. Đó là cái sự khéo léo của người thọ dụng. Trường hợp ở đây, trường hợp mà tiếp theo là cho rằng quan điểm cho rằng hôn trầm cũng tương ứng với tất cả phiền não, nhưng không được kế trong đại phiền não pháp. Vậy thuyết nào sai lầm? Có giải thích nói đáng lý nó được kế đây, nhưng không kế đến vì nó thuận đáng trì. Theo giải thích này, hành giả có hôn trầm có thể nhanh phát sanh định, hành giả có trạo cứ thì không như vậy.
Thấy chưa hả? À, như vậy thì ở trong cái trạng thái mà tâm mình nó bước đi cái sự sôi động, cái tâm nó lên sang nó sôi động. Ví dụ như là chúng ta chẳng hạn như bây giờ chúng ta sôi động quá, ở trong một môi trường náo nhiệt quá, thì chúng ta ngồi thiền rất khó khăn. Nhưng mà ở trong cái môi trường mà cái tâm mình nó được nghỉ ngơi, nó bớt đi sự xáo động, thì chúng ta ngồi thiền có vẻ nó tốt hơn. Phương Đông người ta chọn 4 giờ tí ngọ mẹo giọng, giờ tí nửa đêm, giờ ngọ à, trưa. Tại sao mà giờ trưa lại ngồi thiền tốt? À, trời nắng cũng cực dương hay là thấy nó trời nó nắng, cho nên ăn xem phải nghỉ một chút, mà nghỉ một chút thì bụng nó ngay ngay à, cho nên rằng nó là gì không trầm, cho nên ngồi nó rất là dễ thâu nhiếp tâm hơn. Nhưng mà nếu như mà nó không trầm hơn chút nữa thì thôi ha, hay là xe ta bong bong lên dặm đường là nó cứ phò cứ vậy nó điều thôi. Thành ra trường hợp là đi rồi thanh thiên rồi mà hồn chính nghĩa vừa đây cho nên chúng ta hiểu là cái gì là cái sự thật là gì, là cái tâm nó không có náo nhiệt thì mình ngồi thiền đó, nó thâu nhiếp tốt hơn. Cho nên ở đây mới nói rằng là gì hả, là hành giả hôn trầm có thể nhanh phát sanh định phải không, hành giả có trạo cứ thì không như vậy à. Nên nếu như mà chúng ta muốn ngồi thiền tốt, chẳng hạn như muốn giờ lỡ sám tốt á, thì có hai cách. Một là chúng ta vô chúng ta lễ Phật rồi chúng ta ngồi thiền, tâm nó yên. Hay là chúng ta lễ sám xong rồi chúng ta ngồi, tâm nó yên. Chọn cái nào? Hả? Lễ sám xong đứng lên ngồi xuống, cái tâm nó trạo cứ, nó mệt như vậy ấy, ngồi nó yên không? Hả? Yên không? Như vậy thì trước khi mà mình chỉ có ba lễ Phật rồi mình ngồi thiền rồi mình mới lễ sám, chọn cái nào? Nó mệt tức là nó trạo cứ, mà trạo cứ thì khó định. Hả? Thiền trước. Thiền trước chúng ta so đi, nếu như chúng ta lễ sám cái tâm mình á, vì trước khi lễ sám cái tâm nào trạo cứ hơn? À, vậy là các vị nói sai nữa thấy chưa? Hiểu không? Cho nên mình quên mất rằng là mình chưa có lễ sám, mặc dù lễ sám nó vẫn nằm trong trạng thái trạo cứ, nhưng mà nó đỡ hơn là chúng ta chưa lễ, nó định trong pháp, cho nên cái tâm đó nó tạm dừng lại đó, nó ngưng nghĩ lại, thì sau đó cho nên thiền nó sẽ tốt hơn. Thứ nhất là đỡ hít thở phục hồi sức khỏe, thứ hai nữa là nó an trú nhanh hơn, nó rũ bỏ cái câu chuyện cuộc sống nhanh hơn rồi chúng ta thiền. Còn nếu như mà chúng ta vào chúng ta thiền là tâm mình nó lên sang chuyện này chuyện kia ở trước đó, câu chuyện trước đó nè, đúng không ạ? Nhất là đi chùa lễ Phật mà đi chùa ngồi thiền mà vác cái lớp xe á, là ông kia ông chiếm mấy đồng á, là vô ngồi thiền xuống còn nghỉ lớp xe. Chứ mà cho lễ Phật có 100 lễ rồi thôi không xe cội nữa nó sẽ khác phải không ạ? Chúng ta thấy là cái tâm đó, cho nên dẫn chúng khéo léo lắm, điều hành nhiếp chúng nghĩ ra nhiều cách, mà phải hiểu rõ là cảm thọ của tâm nó như thế nào. Rồi ai thuộc loại hành giả hôn trầm mà không phải là hành giả trạo cứ? Ai là hành giả trạo cứ mà không phải là hành giả hôn trầm? Hai trạng thái này không bao giờ không cộng hành, hiểu chưa hả? Cho nên phải cẩn thận giữa cái hôn trầm á, nó chuyển sang trạo cứ, trạo cứ nó chuyển sang hôn trầm. Các vị thấy không ạ? Có ông thầy đi cúng, mà đi về thầy với ông thầy lại đi cúng, đi về Phật tử cúng dường 300, thầy lấy 200 cúng ổng 100 thôi. Thầy hỏi rằng là Phật tử cúng tôi 300, tôi lấy 200, thầy 100. Ông thầy nói tại sao lạ kỳ vậy, sao ông chia hai? Thầy mới nói rằng tại vì tôi cúng mà thầy ngủ.
cho nên nói chuyện chỉ nhiều. ông ta này giận nói như rồi. Có người nữa là đứng cúng gõ mỏ mà nhắm mắt ngủ tới mức mà mỏ rớt đổ đất. Mà hay nghe, tức là lúc đó lại ngủ nhưng mà vừa khối cái nghi thức cúng ấy, thì là anh chàng đi ra là anh chàng coi như lấy điện thoại lên gọi nói chuyện với vua người này người đó. À, thầy có đang kiếp không? Thành ra không biết rằng là cái ông gia chủ kia ông siêu tới chỗ nào. Cho nên những trường hợp đó là chúng ta thấy giữa trạo cứ với hôn trầm nó không nhau. Rõ ràng là mới có nói chuyện ở ngoài cửa đây là nói chuyện là ồn ào náo nhiệt, thầy vô ồ giá bộ thầy vô tinh tấn siêng năng lắm, đứng im nhờ này mặt mày trang nghiêm lắm hả, lễ Phật ngồi xuống thầy nói hít vô thở ra ba hơi là đi liền ha, là thanh thiên ngay. Bây giờ là không đâu, không có im đâu nghe, rẹt rẹt cho người ta biết là máu thật hứng đó, là mà đi liền nhanh. À, rồi ấy, cái người như vậy mình chỉ cần đụng vô cái là họ tính lại liền. À, cho nên lúc đó thầy có hồi ngồi, thầy cũng có khi thầy cũng phóng túng, phóng tâm một chút. Thầy nói mấy người này cúng chết không dám vái. Thầy mới thắp nhang hiện hồn ngay. Cái trào cứ á, trào cứ nhắc tới là hiện ra liền. Đó, cho nên giữa cái hôn trầm với cái trào cứ nó gần nhau. Nó rất nhanh, cho nên các vị tại sao một người họ hiếu động như vậy đó. Cứ nghĩ rằng là họ định khó thì đúng là định khó hay là khó ngủ, nhưng mà cho vô thì nó ngủ được. Và có một số người họ trạo cứ trong cuộc sống, khi họ học giáo pháp là họ ngủ, bắt đầu họ suy nghĩ mấy câu ấy là họ ngủ. Mà thường thường ra sau ngồi đứa thầy khối thấy, mà đâu thấy rằng thầy hay quan sát. Trời ơi, có nhiều khi nhìn cái miệng tròn do dễ thương dễ sợ. Có cục phấn thấy vô liền. Nó vậy đó, nó dễ thương lắm. Nên là chúng ta thấy cái giữa cái trào cứ hôn trầm là cái tâm ở trào cứ đó, trào cứ lên vô học pháp. Tại sao nó nhanh ngủ à? Tại vì cái tâm á, pháp nó tịnh, nó làm cho tâm nhanh tịnh. À, vừa nghe pháp là tâm tịnh là nó ngủ. Chứ mà hãy mà nói tới cái chuyện làm ăn buôn bán, rồi shopping chỗ nào, rồi giá cả chỗ nào rẻ là biết ngay liền, là coi như là bàn thảo, coi như là náo nhiệt xôn xao liền. Nó rõ ràng cái tâm là nó như là giữa trào cứu với hôn trầm á, nó chứng minh mà thấy không hả? Cho nên sự tu tập chúng ta có trí tuệ lắm, nhìn thấy, quán chiếu và nhận ra chính bản thân mình cũng có một số cái điều trong đó. À, hai trạng thái này không bao giờ không cộng hành. Tuy vậy nên biết rằng tùy theo tính vượt trội của trạng thái nào mà nói đến hành giả loại ấy. Tức là nó trào cứ thì nói nó là cạo cứ, nhưng mà nó lấn cái trào cứ xuống là nó chuyển qua hôn trầm. Hiểu không hả? Mặc dù á, là giữa cái khoảng hôn trầm nó vừa xuống thì nó có thể là nó giữ trong định, nhưng mà cho lúc đó phải dùng thánh trí. Có những trường hợp không đủ thánh trí thì nên tinh tấn hơn một chút. Ngày xưa thầy cũng bị những trường hợp này trong cái giai đoạn công phu nhiều á, thì tinh tấn bằng cách nó quỳ lên, không có cho ngồi, quỳ lên. Và có hồi á, thì làm cái gì đó nó nguy hiểm xung quanh của mình, ra cái giếng rộng lấy một cái miếng ván gác ngang qua leo lên giếng ngồi thiền rồi ngủ đi. Không bao giờ nó ngủ, nó im ru, nó không có ngủ tiếng nào hết. Hoặc là giếng sâu tới 30 feet mà. À, và trước khi mình vô thiền là mình nói rằng ấy, mày mà ngủ rất chậm. mình nói như vậy thôi, mình nói nhẹ nhàng thôi, là tự nhiên cái là nó cái bản ngã nha, nó không ngủ. Suốt cái giờ là không ngủ. À, nhưng mà khi mà có khi nó quá nó gật cái thì lúc đó nên cho nó ngủ, chứ đừng ép nó nữa. Ép nữa là nó hư chuyện, tại vì nó thuộc về cái ngủ của sinh lý rồi, chứ không phải là cái tâm hôn trầm nữa. Hiểu không hả? Cho nên phải tinh tấn đối trị nó. Tuy biết rằng tùy theo trạng thái nào vượt trội mà loại hành giả ấy được nói đến, nhưng căn cứ bản chất mà lập địa pháp, cho nên địa pháp này được chứng minh chỉ có 6
Vì vậy, vì sáu tâm này duy chỉ cùng khởi với tâm ô nhiễm, chứ không khởi bởi bất cứ cái tâm gì khác. Nắm được chưa? Chúng ta cố một câu nữa. Đại bất thiện địa pháp thì như thế nào? Cơ địa phổ biến của pháp bất thiện gọi là đại bất thiện địa. Ở trong đây pháp nào gọi là đại bất thiện địa? Chỉ có hai pháp căn bản thôi, đó là vô tàm, vô quý. Chúng ta hiểu rằng con người mà không biết xấu hổ với bản thân mình và không biết xấu hổ với thánh hiền thì người đó họ không bao giờ làm được việc thiện. Hoặc nói cách khác, con người không biết xấu hổ thì không có việc ác nào mà họ không dám làm. Cho nên nói nó là một bất thiện pháp. Tâm của thiên chúng, họ, ví dụ như con người, chúng ta để ý xem thiên tử, thiên chúng mà đầu thai vô trong bụng mẹ thì thường thường trung hữu có mặc quần áo. Còn con người thì không có mặc quần áo. Thời của Phật có một cái vị Nico sinh ra là trên thân có thiên y. Cô cho dầu có cưới đổ ra tắm rửa, nhưng mà cô cưới tắm rửa xong tự động thái trên 10 của cô vẫn có cái áo đó. Chuyện kỳ lạ như vậy, cho nên các vị hối Phật, nhân nào duyên nào mà vị sư cô trẻ này là như vậy. Thì Phật nói cô này tiền thân là một thiên tử và có cái tàm quý cực mạnh, cho nên không bao giờ muốn là đỡ cái thân thớ nó lõa lồ. Thành ra do vậy mà cái tâm tàm quý nó chiêu cảm cái phước báo như vậy. Thành ra cái tàm quý nó xấu hổ. Ví dụ như mình làm sai một cái gì, mình xấu hổ lắm. Chính cái xấu hổ đó nó khắc phục lần sau mình không dám nữa. Còn mình dễ dàng bỏ qua, hoặc là mình nghĩ rằng đó là bình thường, hoặc là người ta có nhiều người làm sai nhiều hơn mình thì sao? Mình có những cách lý giải điên đảo như vậy thì không bao giờ mình thọ trì được thiện pháp. Cho nên cái tâm vô tàm, vô quý, hai cái tâm này là đại bất thiện địa pháp. Chúng ta cần phải nỗ lực tu tập và đoạn trừ. Chút xíu nữa nghe một câu nữa hiểu không hài? Những cơ địa của pháp phiền não thứ cấp, tức là cái phiền não nó nhẹ hơn, nó thấp hơn, gọi là tiếu phiền não địa. Ở trong đây pháp nào là tiếu phiền não địa? Nó được gọi là tiếu phiền não địa pháp. Đó là những pháp cùng khởi với tâm ô nhiễm, nhưng ở trong phạm vi hạn hẹp. Đó là gì? Phẫn phú sang tật não, hại kiêu xiểm cuốn, hại hận xiểm cuốn kiêu. Loại như vậy được gọi là tiếu phiền não địa pháp. Duy chỉ tương ưng với vô minh. Những cái loại đó, cái tâm lý đó, phẫn này, phú này, tức giận đó, phú là phú tàn đó, sang tham, tật là tật đố, não tức là não hại, hận hại tức là gì, là hãm hại, hận tức là thù hận đó, xiêm khúc này, cuốn chối này, kiêu căng ngạo mạn, tất cả những cái thứ đó đều gọi là tiếu phiền não. Chúng hiện hành chia rẽ cho nên gọi là tiếu phiền não địa. Những cái pháp này sẽ được giải thích chi tiết ở trong phần tùy phiền não. Như vậy, ngoài năm tâm sở đã được kể trên, còn có các tâm sở bất định, đó là các pháp ố tác tùy miên tầm tứ. Đây tức là những cái pháp gây ra phiền não. Một lần nữa thưa đại chúng, chúng ta tu tập là để mong cầu có hạnh phúc. Cái gì khiến chúng ta khổ đau? Đó chính là phiền não. Phiền não chiếm ngự như thế nào, phạm vi nào ở trong tâm của chúng ta, mặt mũi chân tướng của nó ra sao? Chúng ta cần phải nhận diện. Nhận diện đầu tiên là trên danh tự, rồi đến nhận thức, và cuối cùng là đến hành động đoạn trừ. Như vậy thì chúng ta dần dần có được hạnh phúc trên con đường tu tập. Cảm ơn các vị đã lắng nghe. Hôm nay chúng ta dừng ngang đây. Phật hiện thân ở đây như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời.